chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi ước mong quý vị và các bạn sẽ có những phút giây bình an bên cạnh chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, nữ nhân như hoa, nữ nhân như nước, những phẩm chất đặc biệt mà thần truyền cấp cho phụ nữ là hiền hậu, trí huệ, kính đáo, ôn nhu như nước, cung khiêm nhẫn nhường, kiên trinh mà uyển chuyển, nhu mì mà thông tuệ. Người xưa có câu, nhà có vợ hiền giống như quốc gia có tể tướng tài đức. Một người phụ nữ có trí huệ nhất định sẽ biết thuận theo thiên lý mà giữ vững những thuộc tính của phụ nữ. Thông hiểu hai chữ dịu dàng thì cũng có thể viết nên những trang sử sáng lạng. Chương trình Khát vọng cuộc sống hôm nay cũng chia sẻ những điều ý nghĩa về chủ đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, nói về phụ nữ, người phụ nữ cần chuẩn bị cho mình phẩm chất đặc biệt gì? Có người nói, phụ nữ cần phải xinh đẹp, nếu không được xinh đẹp thì cũng phải có khí chất. Có người nói, tư chất lớn nhất của phụ nữ chính là giáo dưỡng, sự giáo dưỡng sẽ không bị mất đi khi vẻ tú lệ theo thời gian. Kỳ thực, dẫu nói thế nào đi nữa, người con gái không thể thiếu được sự dịu dàng. Dịu dàng không phải là nhu nhược, càng không phải là kém cỏi và yếu đuối, mà dịu dàng là thuộc tính căn bản và là nền tảng lập thân mà vũ trụ ban cấp cho người con gái. Cương nhu bổ trợ cho nhau, nhu có thể thắng cương. Phụ nữ không cần phải tranh cao thấp với đàn ông, nhưng lại có thể hòa hợp và cùng tỏa ánh hào quang với những người đàn ông mang thuộc tính dương cương. Trong suốt 5.000 năm lịch sử, Hoàng hậu Trường Tôn được xem là một trong những người phụ nữ thành công nhất. Bà không chỉ là khuôn mẫu điển hình cho bậc mẫu nghi thiên hạ của các triều đại sau này, mà còn xứng đáng là tấm gương sáng về trí tuệ cho phái nữ thời ấy. Bà không có dã tâm và ngang ngược như Võ Tắc Thiên, cũng không có vẻ mê hoặc như Bao Tự và Hạ Cơ, nhưng lại có vẻ tôn quý và năng lực đảm trách, khôn tải vạn vật, đức hợp vô cương, tức là như đất dày che chở vạn vật, phẩm đức thấm nhuần mà lan tỏa muôn nơi. Hoàng hậu Trường Tôn là người có học vấn và thông hiểu lễ nghi, thấu hiểu đại nghĩa, hiền thục tao nhã, trí huệ đại độ, là hình mẫu điển hình về một người vợ hiền mẹ tốt. Bà không chỉ quản lý hậu cung ổn thỏa, mà thường xuyên can gián Thái Tông. Theo cách nói của Thái Tông thì chính là đang bổ khuyết những thiếu sót của trẫm, nghĩa là tìm biện pháp khắc phục, bổ khuyết chỗ thiếu sót cho chồng mình. Thế nên, sau khi Trường Tôn Hoàng hậu bị bệnh qua đời, Đường Thái Tông đã than tiếc đầy bi thương rằng, trong nhà mất đi người trợ tá đắc lực, buồn thương đến giường nào. Vậy nên có người xưng tụng bà là trợ thủ đắc lực nhất giúp Thái Tông thành tựu đại nghiệp thiên thu. Bà có công sức to lớn giúp Đường Thái Tông ly thế dân, có thể đặt toàn lực vào việc trị vì thiên hạ. Ngày nay, có nhiều người một mực cổ suý nam nữ đều giống nhau. Phụ nữ gánh vác nửa bầu trời, những người phụ nữ mạnh mẽ đâu đâu cũng thấy. Vì sự ảnh hưởng của những luồng tư tưởng hiện đại, phụ nữ đã trở thành đàn ông, cộng thêm sự phá hoại nặng nề văn hóa truyền thống, khiến người ta lâu nay đã không còn biết được tiêu chuẩn về người phụ nữ trong văn hóa truyền thống là như thế nào nữa. Đã hoàn toàn bị vứt bỏ những phẩm chất, cũng như những tiêu chuẩn mà thần vốn đã định cho người phụ nữ truyền thống, như giúp chồng dạy dỗ con cái, dịu dàng như nước, cung khiêm nhẫn nhường, hiền hậu trí huệ, nội tâm cao đẹp, lấy nhu chế cương, bao dung, hàm dưỡng. Nếu bạn nói điều này với nhiều người, họ sẽ chế giễu, nhạo báng bạn. Bạn sẽ bị biến thành trò cười. Họ nói rằng tư tưởng của bạn thật lỗi thời. Họ phóng túng ma tính, biểu hiện của họ từ trong ra đến ngoài không có vẻ gì là đoan chính. Hỏi phụ nữ như vậy có điểm nào là đẹp? Họ coi những thứ biến dị thành cái đẹp thời thượng và chạy theo, đi ngược với đạo lý, đạo đức truyền thống của nhân loại. Mọi người đều biết rằng các nữ diễn viên thần vận ai ai cũng dịu dàng như nước, trang nhã cao quý, kín đáo duyên dáng, cương nhu tương tế. Nụ cười xuất phát từ nội tâm của họ làm rung động tâm hồn, khiến người ta cảm động. Đó là thể hiện sau khi bản thể thăng hoa,
phía Phật tính tự nhiên sẽ thể hiện xuất lai. Đó không phải cố tình thể hiện ra như thế, mà là cái đẹp thuần túy, thuần chính, thuần thiện. Những điệu múa mềm mại uyển chuyển, ưu nhã thoát tục, nhẹ nhàng như chim hồng bay, đều đang diễn tả nội tâm của họ. Đó là thể hiện của tâm tính, là thể hiện cho chuẩn mực của một tiêu chuẩn đạo đức cao. Thời kỳ mạt pháp, vạn ma xuất thế, trong tâm con người lại không có đạo đức. Vì vậy mà âm dương phản bối, âm thịnh dương suy. Con người đã mất đi tín ngưỡng, đạo đức không còn, lòng người đã không còn như xưa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Gia đình lại là tế bào của xã hội, nên các vấn đề của gia đình cũng liên tiếp xuất hiện. Giữa người với người, thiếu sự thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau, không muốn chân thành đối đãi, ngược lại, thích biểu lộ cá tính, tranh cường háo thắng, không còn tôn kính nhường nhịn lẫn nhau, hệ quả dẫn đến gia đình rạn nứt, bất hòa, hôn nhân thực sự dựa vào lợi ích, vứt bỏ gia đình và trẻ nhỏ. Hàng loạt loạn tượng trong gia đình theo đó mà xuất hiện. Phụ nữ ngày càng trở nên mạnh mẽ, bỏ qua quy tắc nam nữ hữu biệt, vì cuộc sống sinh tồn mà càng trở nên rắn giỏi hơn. Tại sao phụ nữ phải làm cho mình mệt mỏi đến thế? Đời của một người vốn đã được định sẵn rồi, đâu nhất thiết phải tranh giành, chỉ cần lấy nhu chế cương. Tôi nghĩ, với những phụ nữ hiền hậu trí huệ, dịu dàng như nước, thì người đàn ông lại càng yêu quý và trân trọng hơn. Kiên trinh mà uyển chuyển, nhu mì mà thông tuệ. Người xưa có câu, nhà có người vợ hiền giống như quốc gia có tể tướng tài đức. Một người phụ nữ có trí huệ nhất định sẽ biết thuận theo thiên lý mà giữ vững những thuộc tính của phụ nữ. Thông hiểu hai chữ dịu dàng thì cũng có thể viết nên những trang sử sán lạn. Phụ nữ có thể không diễn vai chính trong dòng chảy lịch sử lâu dài, nhưng họ lại đóng vai trò không thể thiếu trong sự phối hợp với nhân vật chính. Phụ nữ sẽ không trở thành mặt trời rực rỡ, nhưng họ vĩnh viễn sẽ là những ngôi sao lung linh trên nền trời đêm lấp lánh. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa này cho người thân và bạn bè của mình. Đồng thời nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát Vọng Cuộc Sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.